Không phải đương tử, gà cưng một thời của Vu Chính mới là nữ thần Kim Ưng 2022. Hé lộ mỹ nhân đánh bại Dương Tử để trở thành nữ thần Kim Ưng 2022. Theo thông tin đã được xác nhận trước đó, lễ trao giải Kim Ưng 2022 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4 tháng 11. Sắp tới với sự tham gia của nhiều ngôi sao trong làng điện ảnh Hoa ngữ, chủ đề nóng nhất thời điểm hiện tại chính là nữ nghệ sĩ nào sẽ trở thành nữ thần Kim Ưng múa mở màn. Rất nhiều sao nữ 9X đã được xướng tên trong danh sách đề cử như Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Chát, Triệu Lộ Tư. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền thông tin phía ban tổ chức đã chốt được người đẹp sẽ đảm nhận vị trí nữ thần Kim Ưng năm nay. Và đó chính là nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, người từng gây sốt với vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược. Cơ sở cho tin đồn này dường như xuất phát từ việc lịch trình làm việc của Ngô Cẩn Ngôn tiết lộ cô nàng sẽ tham dự lễ trao giải này. Tuy nhiên, khán giả cho rằng gà cưng một thời của Vu Chính rất khó để đạt được danh hiệu này vì hai đối thủ lớn nhất của cô nàng là Dương Tử và Triệu Lộ Tư quá mạnh. Trong khi đó, cô nàng đã không có tác phẩm nào nổi bật một thời gian rất dài. Không chỉ có vậy, các nữ thần Kim Ưng thường được chọn từ những diễn viên chính của các bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng trên đài Hồ Nam, đơn vị tổ chức lễ trao giải. Chính vì vậy, cộng đồng mạng cho rằng nữ thần Kim Ưng năm nay khả năng cao sẽ là Dương Tử. Lý do là bởi vì bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của cô và Tiêu Chiến được chiếu trên đài Hồ Nam đã mang đến sức hút rất lớn. Dương Tử cũng nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim khác. Gần đây, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai cũng gây tiếng vang không tệ, giúp tên tuổi của cô nàng luôn nóng và tạo sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí. Đáng chú ý nhất là tin đồn cô nàng Triệu Lộ Tư sẽ trực tiếp cạnh tranh với Dương Tử ở ngôi vị nữ thần Kim Ưng năm nay. Cư dân mạng đồn rằng, gần đây tên tuổi của Triệu Lộ Tư được thăng hạng, nhất là bộ phim Tinh Hán Sán Lạn đã đưa cô nàng đứng vào dàn sao lưu lượng. Theo đó, cư dân mạng đồn rằng, phía ban tổ chức lễ trao giải Kim Ưng đang chuẩn bị trang phục nữ thần theo số đo của Triệu Lộ Tư. Không những vậy, loạt phim nổi tiếng của cô nàng cũng đã được thu thập để phát sóng trong lúc múa mở màn. Dẫu có nhiều suy đoán nhưng cho tới thời điểm hiện tại, danh tính của nữ thần Kim Ưng 2022 vẫn còn là một ẩn số. Sự kiện lớn này sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11 sắp tới, hứa hẹn đem tới nhiều bất ngờ.